Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Quài Vlog. Ngày hôm nay thì kênh của Sơn Quài Vlog xin được tiếp tục chia sẻ video clip từ kênh của giáo xứ Phục Lễ tại Thái Bình. Đó là phần lễ tang đẫm nước mắt của em Nguyễn Văn Hiền. Thưa quý vị và các bạn, ở video clip trước thì Sơn Quài Vlog đã chia sẻ tới quý vị và các bạn phần đón linh cữu của em Nguyễn Văn Hiền từ Đồng Nai trở về quê hương Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, em Nguyễn Văn Hiền là một trong những nạn nhân trong vụ đốt nhầm phòng trọ tại tỉnh Đồng Nai. Vào sáng ngày 23 tháng 4, thì đối tượng Bạch Ngọc Minh, 33 tuổi, trú quán tại Đồng Nai, sau khi chia tay với người yêu thì có xảy ra mâu thuẫn và anh đã mang can xăng đến để phóng hỏa phòng trọ của bạn gái, nhưng không may đã đốt nhầm sang phòng trọ của một gia đình và hậu quả đã khiến cho em Nguyễn Văn Hiền, 10 tuổi, tại Thái Bình đã tử vong. Và sau đây thì Sơn Quài Vlog xin được kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 2 lễ tang đẫm nước mắt của em Nguyễn Văn Hiền. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là phần 2, phần lễ đưa tang đẫm nước mắt của em Nguyễn Văn Hiền, 10 tuổi, tại tỉnh Thái Bình. Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào kênh Giáo xứ Phục Lễ để xem full video, cũng như đăng ký kênh Giáo xứ Phục Lễ để nhận những video mới nhất từ kênh Giáo xứ Phục Lễ. Thưa quý vị và các bạn, em Nguyễn Văn Hiền là một trong những nạn nhân không may đã tử vong trong vụ đốt nhầm phòng trọ tại tỉnh Đồng Nai. Em đã được mọi người đưa đi bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu, nhưng do vết bỏng của em quá nặng, em đã không qua khỏi và ra đi mãi mãi, hưởng dương 10 tuổi đời. Vào chiều ngày 25 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi can Bạch Ngọc Minh, 33 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bạc Liêu về để điều tra làm rõ. Đối tượng Bạch Ngọc Minh được xác định là người đã phóng hỏa đốt phòng trọ tại phường Tân Hòa, khiến 3 người trong một gia đình bị bỏng nặng. Theo như thông tin ban đầu thì sau khi Minh chia tay với bạn gái đã xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình mâu thuẫn này thì Minh đã đe dọa cả nhà của bạn gái. Rồi cho đến rạng sáng ngày 23 tháng 4 năm 2023, Minh đã mang xăng đến phòng trọ của bạn gái ở khu phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên, đối tượng đã đổ xăng và phóng hỏa nhầm phòng của gia đình anh Nguyễn Văn Ánh, 48 tuổi, cũng ở trọ tại khu phố 1, phường Tân Hòa. Hậu quả thì anh Ánh cùng với vợ là chị Bùi Thị Lở, 43 tuổi và em Nguyễn Văn Hiền là con trai của gia đình, cho em 10 tuổi đã bị bỏng nặng và phải chuyển tới bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Nhưng do vết bỏng của em Nguyễn Văn Hiền quá nặng, em đã được các y bác sĩ và gia đình đã hết lòng để cứu chữa cho em, nhưng em không qua khỏi và chút đi hơi thở cuối cùng, ra đi mãi mãi trong sự xót xa, đau thương, tiếc nuối của toàn thể mọi người. Giờ đây thì linh cữu của em đã được đưa về với quê nhà để mọi người tổ chức lễ tang cho em, rồi đưa tiễn em ra nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ phút này thì toàn thể mọi người đang tập trung tại nhà của em Nguyễn Văn Hiền để cùng nhau cầu nguyện và đưa em ra nhà thờ để làm lễ cho em, rồi mọi người ngậm ngùi đưa tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng. Còn về vụ việc đốt xăng nhầm do đối tượng Bạch Ngọc Minh gây ra, hiện tại vụ việc vẫn đang được công an điều tra để làm rõ và xử lý, nhưng hậu quả của vụ việc đã để lại là rất lớn. Giờ đây, em Nguyễn Văn Hiền, 10 tuổi thôi nhưng đã phải ra đi
mãi mãi không có ngày quay trở về với gia đình được nữa. Hình ảnh của một người con trai vẫn còn nhỏ bé thơ ngây, vui nói cười đùa với mọi người, nhưng giờ đây thì đã vĩnh viễn gia đình mất đi một người cháu, một người con yêu quý của gia đình. Từ nay không còn được thấy em cùng với bố mẹ trở về với quê nhà ở Thái Bình nữa. Chúng tôi, những người làm chương trình kênh Sơn Quải Vlog, xin được chia sẻ mất mát đau thương với gia đình tang quyến. Quý vị và các bạn theo dõi được video, chúng ta cũng hãy để lại những lời bình luận, chia sẻ để cầu nguyện cho linh hồn của em Nguyễn Văn Hiền ra đi được thanh thản và sớm được về với Chúa để hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Những lời bình luận, sự chia sẻ của quý vị và các bạn cũng chính là những lời động viên để giúp cho gia đình tang quyến sớm ổn định lại cuộc sống, ổn định lại tinh thần, vượt qua nỗi mất mát đau thương quá to lớn này. Sơn Quải Vlog xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin được kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo tang lễ đẫm nước mắt của em Nguyễn Văn Hiền.